Chào anh em nhé, hôm nay đi qua đây thấy một em giường nằm này đang bị xích đít lên để cứu hộ. Con này khá là to này, em là tông nhau rồi. Đây, cứu hộ đây. Nghe chưa? Sao này ngược đường ra nó chơi nát đầu luôn này, mọi người thấy không? Chơi nát đầu luôn, em này ra luôn này. Đây, mấy ông này chắc là mấy ông này nữa này. Công đỗ đầy đây này, chắc là chơi vào đít nó rồi. Review cho anh em coi nhá, con rừng nằm xích đít, con kia là cứu hộ rồi. Cứu hộ khá là khỏe, nó nhấc đít lên con rừng nằm lên để tí nữa nó trở về. Ở đây thì có mấy em công, đây mấy em công đây. Công đỗ sát kiểu này đây. Thôi video mình tập dừng nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.